Nhiều người từng nói, nhắc đến Đồng Tháp là nghĩ ngay đến đồng sen, bởi bông sen vốn dĩ đã là hình ảnh gắn bó với mảnh đất bưng biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xuất hiện từ buổi đầu hình thành miền châu thổ, giữa một vùng trũng chua phèn vào mùa khô và nước ngập trắng đồng vào mùa lũ của Đồng Tháp 10, thì chỉ có sen là một trong số ít loài thích nghi với điều kiện khắc nghiệt. Chính vì vươn lên chế ngự được mảnh đất chua phèn, sống đời hoang dã nhưng vô cùng gần gũi với cư dân, giống sen thuần chủng xứ Tháp 10, vì thế có dược tính rất vượt trội, hương thơm nhẹ nhưng lưu lại rất lâu. Hạt sen được đánh giá là giòn, ngon và ngọt, nức tiếng lục tỉnh Nam Kỳ thuở trước. Thế nên không lạ khi ở xứ này, từ lâu bản thân cây sen thôi cũng được xem là một sản vật gần gũi nhưng quý giá. Và nền ẩm thực của Đồng Tháp đã có những nét chấm phá thú vị độc đáo bởi hương vị đặc trưng từ những tinh túy của cây sen chốn bưng biển. Thưa quý khán giả, trong một chương trình sản vật phương Nam đã được phát sóng thì Phương Nguyên đã giới thiệu đến quý khán giả hai sản phẩm rất là độc đáo được làm từ cây sen, đó là hoa sen sấy khô và trà lá sen. Ngày hôm nay quay trở lại nơi này thì Phương Nguyên xin mời quý khán giả chúng ta cùng làm một chuyến trải nghiệm với những đồng sen đẹp ngút ngàn, cùng với đó là thưởng thức những món ăn ngon được làm từ cây sen như là củ sen nè, ngó sen, hạt sen và thậm chí là những cánh hoa sen rất là mỏng manh như thế này nữa. Tất cả những món ngon được làm từ sản vật của Đồng Tháp chắc chắn sẽ làm cho chúng ta xao xuyến. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng về đồng ăn sen nhé. Nhập gia tùy tục, trước khi bắt đầu chuyến hành trình của ngày hôm nay thì Phương Nguyên phải thay bộ đồ bà ba đúng chất dân giả để bắt đầu cho một ngày trải nghiệm thật là đặc biệt với nơi này. Sở dĩ chúng tôi gọi là đặc biệt bởi vì đến đây sẽ được thả mình giữa đồng sen mà không cần phải lặn lội về tận vùng sâu. Thêm nữa, ở đây còn có những món ngon nức tiếng mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ tiếc nuối nếu đặt chân đến đất sen hồng mà không một lần thưởng thức. Cô Tư ơi! Ơi, cô đây! Dạ, con chào cô Tư. Tư khỏe không? Khỏe. Dạ. Thưa quý khán giả, xin giới thiệu với quý khán giả, đây là cô Nguyễn Thị Tư, là chủ của khu du lịch Tám Sen ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Thì ngày hôm nay cô Tư sẽ cùng với lại Phương Uyên, cùng với lại Dưỡng Tư nữa đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng có một ngày trải nghiệm với những sản phẩm được làm từ cây sen của vùng quê Đồng Tháp mình. Dưỡng đâu rồi cô? Dưỡng bay, đợi bay sáng giờ á. Dạ. Đang đợi ra để mà giữ là bắt cá. Dạ. Vậy thôi con xin phép con đi ra, con tìm Dưỡng để bắt cá. Thôi con đi đi. Dạ, mình vô bếp ha Tư ha. Dạ, từ từ con đi. Dưỡng Tư ơi. Ơi, Dưỡng nè. Dạ. Rồi, Nguyên hả, con mới về hả? Dạ, dạ. Rồi, thôi, về thì không có gì, Dưỡng mới đặt lợp không? Dạ, dạ. Đi, vậy lên xuồng, Dưỡng chở đi dở lợp đặng về nướng cá lóc nướng chua nghe. Dạ rồi, dạ. Mà tráng cào sống, đãi cho con ăn một bữa, thật là ngon. Dạ, cảm ơn Dưỡng. Đây, 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 con bước lên. Dạ, con bước lên đây hả Dưỡng? Rồi, con bước lên đây. Dạ rồi, dạ. Rồi, con ngồi dưới ngang, dạ. Chổng à, chổng đi đổ lợp. Chắc cú là phải có cá rồi đó. Đặt hồi đêm hôm tới giờ hả Dưỡng? Đặt đêm hôm. Mỹ đằng kia hả Dưỡng? Đó đó. Dạ. Dưỡng nghe con về, cho nên là Dưỡng tranh thủ đặt cái lợp đó. Dạ. Rồi tới rồi nè. Con dở hả Dưỡng? Dạ Dưỡng dở. Dưỡng kéo ra xong cái con dở lên coi. Hay gì cháu mình. Đây con cầm cái nó Dưỡng cầm cái này lên. Có cá. Quá bự cá lóc rồi. Dưỡng ơi. Thôi vậy là nướng được rồi. Dạ. Để cho con Nguyên bữa nay là ngon lành rồi. Dạ. Ôi trời ơi con này mạnh quá Dưỡng. Nó bự quá. Dạ dạ. Cái lóc đồng rồi con. Cá lóc nướng trui là món ăn điển hình của một thời kỳ khai khẩn. Vậy mà qua bao năm tháng, món ngon này vẫn được giữ gìn. Có chứng kiến và trải nghiệm cách đi dở cá, hái lá sen mới khiến cho chúng tôi hiểu rằng người xưa thật sự sống chan hòa với tự nhiên. Có sao thì ăn vậy. Do đó, sản vật của xứ sen luôn lấy sự tự nhiên, tươi ngon làm cái cốt lõi trong chế biến.
Thưa quý khán giả, lâu lắm rồi thì Quyên mới có được cái cảm giác dở lợp nướng cá lóc như thế này, làm cho Quyên nhớ lại những ngày ấu thơ. Khi mà mình còn nhỏ thì cái mùi của sình non, mùi của lá, của bông hòa lẫn cùng với nhau giữa mùa sen cạn thì một cái cảm giác rất là đặc biệt. Và nhất là khi mà chính tay mình được bắt một cái con cá lóc như thế này thì rất là hay. Cô Tư Dựng Tư sống nhờ vào cây sen. Mấy năm trước gia đình trồng lúa, nhưng thời tiết đôi khi không chiều lòng người, rồi biến đổi khí hậu khiến gia đình không thể dựa vào cây lúa, chỉ có sen là cứ vô tư đâm tược ra bông. Để rồi Dựng Tư trồng sen chuyên canh, hái hương bán, cô Tư thì làm du lịch homestay. Thế là khu du lịch Tắm Sen ra đời. Từ hồi mà mình gắn bó với cây sen thì gia đình mình, cái cuộc sống nó có thay đổi nhiều không Dương? Đúng ra mình gắn bó với cây sen kết hợp với du lịch thì cuộc sống thay đổi rất là nhiều. Dạ. Ừ, khấm khá. Dạ. À, khá luôn á hả? Được. Dạ. Khách tới rất là đông. Dạ. Trong và ngoài nước. Nhưng mà từ đâu mà mình có cái ý tưởng là mở khu du lịch như vậy ạ? Cái ý tưởng này là từ các bạn của công ty Sachi. Dạ. Công ty sự kiện Sachi ở thành phố Cao Lãnh á. Dạ. Thấy có một cái đồng sen rất là đẹp cho nên là các bạn mới xuống thuê đất của dân để làm. Thì Dưỡng là một trong những người thấy công ty Sachi xuống thuê đất dân làm có hiệu quả, cái lượng khách đông không đủ đáp ứng nhu cầu, cho nên là Dưỡng mới có cái phần đất kế bên, Dưỡng đứng ra Dưỡng làm nay được 4 năm rồi. Trong 4 năm thì thấy cái điều kiện cuộc sống của gia đình rất là sung túc. Bên cạnh đó mình cũng tạo được cái công ăn việc làm cho một số bà con cô bác mà không có việc làm ở nông thôn nữa. Trước khi mà 4 năm mình chuyển mà du lịch đó thì cái cây sen nó có bấp bênh không? Đúng là cây sen thì cái giá cả nó rất là bấp bênh. Khi thì nó có giá, khi thì nó không có giá. Đó là khi trúng mùa thì nó rớt giá, mà khi mà không trúng mùa thì nó có giá. À, nó là vậy thôi. Dạ. Cho nên là bây giờ thì Dưỡng không có sợ rớt giá nữa rồi. Dạ. Tại sao? Là tại vì khi cây sen mình đã có thu hoạch thì cái lượng khách du lịch các nơi tới không đủ đi tiêu thụ. Không đủ dạ. đi tiêu thụ cho khách du lịch. Dạ. Cho nên bản thân của Dượng cũng như là một số người làm du lịch đồng sen ở đây dạ. là người ta không còn ngần ngại về cái vấn đề mà cái giá cả của cây sen nữa. Dạ. Cho nên là Dượng không thể bỏ cây sen được. Dạ. Rồi bây giờ cá chín rồi nghe Quyên. Dạ. Bây giờ vậy mình gỡ vô mình dùng nghe. Dạ dạ. Là Dượng chỉ con nghe. Dạ. Lấy hai cái lá sen, cầm cái cây này nè cho nó đừng có nóng. Dạ rồi. Nó rút lên nghe. Rồi con cầm cái cây này. Cầm về là nó không bao giờ nóng, vì cái lá sen mà. Dạ, lá sen nó mát thôi. Ừ, nó mát. Dạ, nó nóng. Rồi, con mới lấy cái cây này con cạo. Dạ. Chưa? Dạ, dạ. Đây, cạo cho nó hết. Rồi, con cạo, đó. Cạo theo chiều vậy hả Dương? Ờ, con phải cạo theo chiều đó. Rồi, dựng nắm nha. Rồi. Lúc 1, 2, 3. Rồi, wow. Xong. Nó nằm trong gọn trong cái lá sen. Dạ, rồi. Rồi, con dạ. cầm đi. Dạ, dạ, dạ. Con cảm ơn Dương. Những cháu mình ăn. Đây thực sự là một trải nghiệm hấp dẫn nếu bạn đi cùng với gia đình tìm đến những chốn yên bình sau những tháng ngày lao động mệt nhoài. Đã đến Đồng Tháp thì không thể không biết đến hồn sen, dân dã và thanh cao lạ lùng. Thôi vậy chứ con về thì con cũng phải đi thực tế nghe. Dạ. À, Đặng Chi, Đặng 11 con biết cái cách móc ngó sen. Rồi bây giờ vậy nè, con bước xuống để Dượng chỉ con, hướng dẫn con cái cách móc ngó sen. Con xuống rồi Dượng chỉ cho con cái cảnh mà đi móc ngó sen. Ây da, cậu chỗ này xấu quá Dượng ơi. Nó sâu lắm, tới chỗ này là có ngó sen rồi. Dạ dạ. Bây giờ Dượng sẽ chỉ cho con móc nè. Đây, Dượng chỉ con. Đây, con móc cái này đi. À là cái này nó... Đây đây, lá cuốn là nó sẽ có. Đó. Thành quả đầu tiên của Hương Quyên với khán giả rồi. Có phải trải nghiệm như vậy thì con mới thấy là cái công việc mà lấy ngó sen này không phải đơn giản. Dạ. Tại vì á, quý khán giả biết không, sình nó thì nó bước xuống là nó lún xuống sâu lắm. Mà với những cái người mà sợ rắn như Hương Quyên thì đây thực sự là một thử thách. Người miền Tây vốn mến khách nhiệt tình. Nhờ những trải nghiệm này mà tôi đã hiểu những khó khăn vất vả của nghề sen và tấm lòng yêu đất, yêu sen của người dân Tháp 10. Trong lúc hai Dượng cháu trải nghiệm ngoài đồng với việc móc ngó sen
thì cô Tư đã chuẩn bị sẵn món cơm lá sen thơm lừng phía sau bếp. Cô Tư ơi. Ơi. Dạ. Cô, à, nãy giờ là cô làm tới món gì rồi? Bây giờ là cô nấu cơm. Nấu cơm hạt sen. Dạ, con phụ với cô Tư nha. Ừ. Bây giờ nhiều người quen nấu cơm bằng điện, chứ ăn mấy món dân dã mà ở Đồng Sen như vậy thì cơm chắc chắn phải nấu bằng bếp củi mới đúng điệu. Than thì mình canh cho nó vừa thôi, chứ nhiều quá nó cũng khét nữa. Mình canh lửa rồi canh nước luôn. Ví dụ khoảng chừng hơn lóng tay vậy thôi. Mình để cơm lên cái lá sen mình bọc lại thì một lát nữa cơm nó sẽ dậy lên cái mùi của lá sen. Nó có mùi thơm lá sen. Dạ. Bên trong thì nó có hạt sen. Dạ. Khách đến đây thì người ta thích, rất là thích. Dạ. Rồi xong rồi đó. Dạ, rồi bây giờ mình gói lại như thế này. Gói lại. Nó nằm trong dạ, khi dạ, mình dạ. ăn là mình sẽ mở nắp ra. Mở nắp ra. Cô Tư ơi, bây giờ cái món cánh sen chiên giòn này là mình cần phải có chuẩn bị nguyên liệu gì ạ? Nguyên liệu để mà thực hiện một cái món cánh sen chiên giòn thì trước tiên là mình có cái bột dạ. chiên giòn. Dạ. Rồi gia vị nêm nếm ha. Dạ. Xong rồi mình pha với một cái hột gà. Dạ. Những cái sản vật mà từ sáng đến giờ Phương Nguyên cùng với lại là cô Dựng Tư đã cất công đi tìm cũng như là chế biến ra. Thì bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức. Đầu tiên là mình sẽ thưởng thức món nào trước ha Dựng Tư? Bây giờ vậy mình sẽ thưởng thức cái con cá lóc bánh trôi. Hồi sáng này Dượng với con đi dở lợp đó. Dạ. Này Dượng cháu mình đem vô dính Dượng con cá lóc đồng đây. Dượng sẽ mở nó ra. Dạ. Dượng cuốn lá sen non. À. Sẽ thưởng thức với nước mắm me. Rất dạ. là tuyệt vời. Là phải ăn với món lá sen non. Bây giờ chú sẽ cố ngang. Dạ con cảm ơn. Cá lóc cuốn với lại lá sen non thì Phương Nguyên đã được nghe rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mới được thưởng thức. Thì rõ ràng là cái mùi cá nó có lẫn với cái mùi rơm rạ nè, rồi hòa quyện cùng với lại cái vị chan chát của lá sen non thì rất là ngon. Gần như là tất cả những gì tinh túy nhất từ thiên nhiên là nó nằm trong cái món ăn này rồi. Đúng rồi, có nhận xét vậy là đúng 100%. Giỏi dạ. quá. Con cảm ơn Dượng. 10 điểm. À, món này là con phải uống với rượu sen. Có nghĩa là tất cả những cái món mà mình đang sử dụng ở đây đều từ sen hết. Tưởng như đơn giản nhưng tinh tế sâu xa chính là đặc điểm của ẩm thực Nam Bộ, hay nói rộng ra là của sản vật phương Nam. Dì Tư kể những năm khó khăn chẳng có thịt, Tết không có gì ngoài cá đồng, cua đồng với những món từ sen. Nhưng hương sen đã đủ làm ấm lòng, ướp niềm hy vọng cho tương lai đủ đầy. Con về đây thì có thể nói là Dượng Tư sẽ đãi cho con hết tất cả những cái món vì sen không? Con còn nghe nói là ở đây mình có một cái món mà chỉ có chỗ mình mới có thôi, những cái chỗ khác không có. À. Món bánh tét ở lá sen. À, bánh tét lá sen là cái chuyện đó của bà. Một lát nữa thì cô sẽ gói
cho con ăn. Con cảm ơn cô Dượng. Rồi. Dạ, rồi, dạ rồi. Con xin phép mời cô Dượng. Dạ. Bánh tét lá chuối thì không còn xa lạ với người dân Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng bánh tét được gói trong lá sen thì quả thật lạ lẫm. Theo dì Tư, cách gói bằng lá sen thật ra đã có từ thời kháng chiến. Ở thời kỳ thiếu thốn trong bưng biển, các chiến sĩ đã tận dụng lá sen thay cho lá chuối. Nhưng thật ra, gói bằng lá sen đòi hỏi phải thật khéo léo. Vì lá sen vốn giòn, dễ gãy, nên gói phải vừa chặt, vừa lơi. Mình luộc 3-4 tiếng, giờ nó chín rồi đó Nguyên ơi. Hai cô cháu mình vớt ra. Rồi, xong rồi đi lên chảnh đi. Cô lấy dĩa lượn lên mình cắt. Thưa quý khán giả, đây là những miếng bánh tét mà khi nãy Huyên và cô Tư đã cùng nhau làm, bánh tét gói lá sen. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem hương vị của nó như thế nào nhé. Dạ, con mời cô Tư, con mời Dượng. Rồi. Đúng là nó có cái vị nhẫn của cái lá sen. Nó nhẫn ở bên ngoài, nhưng mà cái nhân đậu xanh ở bên trong thì nó lại ngọt vừa. Thành ra là ngọt của nhân đậu xanh quyện với lại cái nhẫn của cái lá sen mà nó thấm vô trong cái nếp. Tuyệt vời luôn, rất là ngon. Cũng giống như một nhà văn đã từng nói, nhớ quê không gì cụ thể hơn bằng nhớ một mùi hương, một vị ngon quê nhà. Nó cụ thể như những gì ta đã nếm trải và định nghĩa trong trí nhớ. Mùi vị của món bánh tét lá sen chắc chắn sẽ làm cho những ai đã một lần thưởng thức sẽ phải lưu luyến. Đây cũng là món quà vô cùng ý nghĩa, gói trọn nghĩa tình ngày xuân. Sen tháp 10 sáng trong đồng nước, gió tháp 10 nhẹ thổi mây bay. Cánh đồng bát ngát hương say, chiều qua đồng tháp. Chiều qua đồng tháp mà lòng ai giác giao. Thưa quý khán giả, được thưởng thức hương vị đậm đà của hương sen ướp trong bánh tét, được trải nghiệm một ngày với đồng sen thì mới thấy hết được sự nhiệt tình và hiếu khách của người dân nơi này. Và trên hết, đó là tự tình yêu đất, yêu cây sen mà người dân Tháp 10 đã sáng tạo ra những món ngon, vừa dân dã nhưng mà cũng rất là thanh tao. Và bây giờ thì có lẽ là đã đến lúc Phương Nguyên phải nói lời chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với lại cô Dượng Tư ngày hôm nay đã dành cả một ngày từ sáng đến tối cho tụi con. Xin được kính chúc cho cô Dượng sẽ có thêm được nhiều sức khỏe và niềm vui để sáng tạo thêm nhiều hơn nữa những cái món ăn ngon từ cây sen để phục vụ cho du khách. Đặc biệt là cô Tư sẽ sáng tác thêm được nhiều những cái ca khúc hay như là ca khúc mà như là cái bài giọng cổ hồi nãy mới vừa hát cho tụi con nghe đó. Dạ thì xin chúc cho Tư có nhiều sức khỏe để sáng tạo nhiều hơn nữa Tư ha. Dạ. Cảm ơn con. Thưa quý khán giả, và Phương Nguyên cũng xin được kết thúc chương trình Sản Vật Phương Nam kỳ này. Xin được hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo nhé.